Mình từng là du học sinh Nhật 3 năm và mình đã thi đậu vào một trường đại học bên Nhật rồi. Nhưng mà bởi vì vài lý do cá nhân nên là mình đã quyết định quay trở về Việt Nam. Và khi về tới Việt Nam thì mình nghĩ là để mà phát triển tiếp những cái kỹ năng như là tiếng Anh của mình hoặc là những cái kỹ năng mà mình đã từng được sống ở nước ngoài và mình được trải nghiệm ở môi trường rất là quốc tế thì mình không muốn bị mất đi những cái điều đó. Và khi mà mình tìm kiếm ở Việt Nam xem là trường nào có liên kết với lại trường đại học quốc tế nào, những cái trường nào có những cái ngành mà kinh doanh, những cái ngành mà quốc tế nào thì mình sẽ kiểu như là mình sẽ tìm hiểu trước rồi xong rồi mình sẽ so sánh, và sau khi cuối cùng nhiều lần so sánh thì mình chọn trường đại học liên kết là trường đại học Newcastle của Úc tại viện đào tạo quốc tế của trường đại học Văn Lang. Chính vì những đặc điểm nổi bật trong cơ chế đào tạo của trường Đại học Văn Lang, Hoàng Tú đã lựa chọn theo học sau 3 năm du học tại Nhật. Là một trong những chương trình đào tạo mũi nhọn của trường, Viện Đào tạo Quốc tế có nhiều ưu điểm nổi bật. Chương trình quốc tế 100% của Đại học Văn Lang chủ yếu tập trung vô chương trình nguyên bản từ đối tác nước ngoài. Hay nói một cách khác là chương trình được du nhập 100% được học hoàn toàn tại Việt Nam theo như sự chỉ định của đối tác. Ngoài ra chương trình của Văn Lang nó là chương trình cử nhân quốc tế. Thông qua đó thì bằng cấp của các bạn sẽ được công nhận toàn cầu. Hay nói một cách khác là bằng cấp do nước ngoài cung cấp và được công nhận 100% và có giá trị toàn cầu. Thứ ba nữa là trong cái chương trình đào tạo, đặc biệt trong cái chương trình đào tạo quốc tế của Văn Lang thì các bạn sinh viên trong năm nhất sẽ có những chuyến đi, nói cách khác là các bạn được bắt buộc tham gia một cái field trip đến nước ngoài để tham gia cái mô hình học hỏi cũng như tham quan doanh nghiệp từ nước ngoài. Ngoài ra thì khi mà các bạn tham gia cái chương trình quốc tế của Văn Lang thì các bạn cũng hiểu rằng là cái chi phí nó sẽ tiết kiệm khoảng đâu đấy 1/6 so với chi phí mà các bạn phải đi ra nước ngoài để mà học tập. Ngoài ra một cái ưu điểm nữa đối với lại chương trình quốc tế của Văn Lang là ở năm cuối cùng thì các bạn được lựa chọn để có thể hoàn thành cái bằng cử nhân của mình tại Văn Lang, hoặc các bạn có thể đi ra nước ngoài đến các trường ở đối tác để có thể hoàn tất năm cuối cùng. Và đương nhiên thì cái bằng cấp là như nhau. Thì đó là một trong những cái ưu điểm của chương trình quốc tế của Đại học Văn Lang. Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Văn Lang là đơn vị tổ chức đào tạo và phát triển các chương trình, dự án hợp tác đào tạo bằng cấp chuẩn quốc tế được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt. Có mục đích rõ ràng từ những ngày đầu bước vào trường, Hoàng Ân, một sinh viên khác tại trường, đã cố gắng cụ thể những hành động để chinh phục ước mơ ngay sau khi tốt nghiệp. Đầu tiên thì tất nhiên là mình muốn là cái khả năng ngoại ngữ và tiếng Anh của mình sẽ được cải thiện. Cái tiếp theo là mình mong là sẽ có thật là nhiều cơ hội để được có thật để tạo thêm nhiều các mối quan hệ đặc biệt là mối quan hệ quốc tế, và mình có thể có thêm nhiều kinh nghiệm và cơ hội để tham gia vào các hoạt động học thuật cũng như là các hoạt động xã hội để có thể cải thiện kỹ năng như kiểu giao tiếp rồi là kỹ năng giải quyết vấn đề này kia các kiểu, thì mình có thể cải thiện nó hết mức có thể và có thể tận dụng được 4 năm đại học của mình thật là tốt. Không chỉ vậy, sinh viên của Viện Đào tạo Quốc tế có kỳ vọng sẽ du học trong thời gian tới. Và đây cũng chính là một sự ưu tiên được lựa chọn của sinh viên trong năm cuối. Mình mong muốn rằng nếu mà có cơ hội thì năm tư mình sẽ học chuyển tiếp qua bên Úc, và nếu mà với những cái kiến thức tiếng Anh trong 4 năm đã được học thì mình hy vọng rằng sẽ học tiếp lên thạc sĩ để có cơ hội tìm kiếm được một cái việc làm tốt hơn với những cái kiến thức với tấm bằng tiếng Anh, tấm bằng quốc tế mà mình đã nhận được. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.